Thưa quý vị, mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người phụ nữ cho trẻ ăn thằn lằn đã qua chế biến để chữa bệnh hàng xuyển. Tuy nhiên, cách điều trị này không có cơ sở khoa học và rất nguy hiểm. Cụ thể ra sao, Anh Như xin mời quý khán giả theo dõi ngay sau đây. Giống như tất cả các loài động vật có xương sống, thằn lằn bị ảnh hưởng bởi một số mầm bệnh bao gồm cả ký sinh trùng. Thằn lằn bị nhiễm nhiều loại ký sinh trùng bên ngoài và bên trong có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người một số loài thằn lằn nhỏ có chứa độc tố có thể bị nhầm lẫn với thạch sùng nếu không cẩn thận có thể gây ngộ độc khi sử dụng. ngoài ra trong nước bọt và phân của các loài thằn lằn có thể chứa nhiều vi khuẩn, vi nấm đặc biệt là vi khuẩn salmonella một loại vi khuẩn gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, nhiễm trùng huyết và nguy hiểm đến tính mạng. cơ vật này đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái như ăn sinh vật có hại, mũi gián, giúp ích cho con người việc sử dụng thăng lằn trong y học cổ truyền cho điều trị hen suyễn mặc dù có ghi nhận theo kinh nghiệm dân gian nhưng đến hiện nay vẫn chưa đủ các chứng cứ khoa học để ủng hộ cho cách điều trị này theo các bác sĩ đối với người bệnh hen suyễn việc phòng tránh và ngăn ngừa lên cơn hen suyễn cấp là vấn đề cần được quan tâm hơn yếu tố dễ dẫn đến cơn suyễn cấp là do thay đổi thời tiết việc nuôi thú cưng như mèo chó cũng là một nguy cơ cho người bệnh hen suyễn khi dễ hít phải lông của chúng Bên cạnh đó, việc dùng nước hoa, nước xả vải hoặc các chất tạo ra mùi thơm cũng là tác nhân gây gia tăng số cơn hen suyễn cấp của người bệnh. Hen suyễn là bệnh mãn tính, cần phải điều trị lâu dài. Các toa thuốc của người bệnh thường được cá thể hóa. Mỗi người bệnh với mỗi triệu chứng, yếu tố nguy cơ khác nhau sẽ được chỉ định toa thuốc khác nhau. Do đó, người bệnh không nên dùng thuốc của người khác để điều trị cho bản thân. Việc sử dụng thuốc chiếm 50% tỷ lệ thành công trong việc kiểm soát bệnh. 50% còn lại phụ thuộc vào việc người bệnh và người nhà người bệnh chú ý phòng ngừa các yếu tố nguy cơ. Người bệnh cũng tuyệt đối không được tự ý ngưng thuốc hoặc sử dụng thuốc không theo đường của bác sĩ. Điều này có thể gây ra việc sốc phản vệ và dẫn tới tử vong trong thời gian rất ngắn. Thưa quý vị, dẫu biết những kinh nghiệm điều trị bệnh trong dân gian được nhiều người tin tưởng và thực hiện theo. Tuy nhiên, hay suyễn là bệnh mãn tính, cần phải điều trị lâu dài do đó người bệnh cần tuân thủ điều trị sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ tuyệt đối không mua thuốc gia truyền thuốc không rõ nguồn gốc